Tranh gỗ Minh Châu hôm nay xin trân trọng kính gửi tới quý khách hàng hai tấm tranh của một anh ở Từ Sơn, Bắc Ninh đã đến đặt hàng chúng tôi. Tấm bên tay phải đây là tấm thuận buồm xuôi gió với kích thước 2m17 x 1m07, dày 7 phân, được chúng tôi làm hoàn toàn bằng chất liệu gỗ hương đỏ Nam Phi và chúng tôi đã sơn PU bóng mờ hoàn thiện cực kỳ đẹp. Với cái ván ở trong lòng cực lớn là rộng 80cm và dày 7 phân. Loại này là thuộc hàng khủng rồi. Và đục cực kỳ sâu, kênh bong moi móc đấy ạ. Sâu, cực sâu luôn. Rất là sâu. Và kênh bong chúng tôi đục rất kênh bong. Những cái cây này chúng tôi luồn tay hết vào được. Đục rất kênh bong. Đây, cái trong này cũng vậy, móc tít vào trong này luôn. Móc rất sâu, rất kênh bong. Nhìn như là dán vào. Và đục rất sâu, cánh buồm cực kỳ mỏng luôn. Đây là tổng thể của bức tranh. Và rất dày và nặng. Màu sắc thì chúng tôi hoàn thiện sơn PU không màu để nguyên vân, đẹp cực kỳ luôn. Trong điện thoại của chúng tôi thì nhìn nó hơi đỏ, nhưng quý khách về chơi thì chắc chắn sẽ thấy là đẹp tuyệt vời. Màu hanh hanh vàng cực kỳ đẹp luôn. Và tiếp theo là tấm chữ tâm. Tấm chữ tâm này thì thuộc hàng siêu khủng rồi, bởi vì có cái vân của nó cực kỳ nhiều. Mà anh khách hàng đã đến tận nơi để lựa chọn. Mà tấm gỗ đấy của tôi năm ngoái đã làm cho anh Vượng một tấm tranh 4m1. Tấm tranh cũng chữ tâm như thế này và dỡ ngang là 4m1, cao là 1m rưỡi. Thì để ở cái đống gỗ rất đen bẩn này. Và anh khách hàng ở Từ Sơn, Bắc Ninh đến tận nơi và cùng trực tiếp hai anh em là bới gỗ ra để lấy chữ tâm đó. Và tâm chữ tâm đó ở cái miếng này. Miếng này thì còn cái miếng vỡ đây. Quay lại để cho quý khách xem. Ở cái đống gỗ của chúng tôi. Và hai anh em đã bới như tìm của quý. Đấy, và cắt ra được tấm chữ tâm. Còn lại tấm này thì không. Tấm gỗ là rộng 70 và dày là 5 phân nguyên bản. Dày 5 phân nguyên bản. Rộng 70. Hôm trước anh cứ nghĩ cái chỗ này là rác đây, hôm nay quay lại cho anh xem. Đỏ đều đây. Ở ngoài thì cái kia là nó bị nắng nên là nó trắng. Còn đây là liền luôn, là lõi 100%. Chỗ này trắng như này là do cái cục gỗ ở trên là nó đè lên. Và để lâu ngày thì nắng mưa thì cái chỗ này nó bạc đi. Nhưng ở trong thì đỏ đều luôn. Quay như vậy để cho anh yên tâm. Đấy, còn gỗ của chúng tôi tuy nó xấu xấu bẩn bẩn này thôi nhưng ở trong là cực chất luôn. Đây là tấm hương đá chúng tôi cũng để sẵn đây để cho nó khô. Tấm hương đá này thì có bản rộng là tầm 75, trừ cái chỗ rác này đến chỗ dưới là rộng 75. Dài là trừ cái chỗ lứt này đi thì là còn độ 2m3. Dày 7 phân. Đấy. Cực kỳ đẹp luôn. Giới thiệu sẵn cho quý khách, là quý khách nào có yêu cầu ví dụ như làm bức tranh giống chữ tâm này chẳng hạn, hay giống bức thuyền này chẳng hạn đấy, vào tấm hương đá kia thì nó tuyệt vời hơn nữa. Hương đá thì bao giờ vân cũng cực kỳ đẳng cấp luôn. Xin mời quý khách liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại là 0975 940 966, hoặc về trực tiếp tại Đại Nghiệp, Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội để lựa chọn hàng và mua hàng. Xưởng chúng tôi là
nhận đặt hàng theo yêu cầu và sản xuất trực tiếp. Gỗ là để sẵn đây rồi. Và xưởng là trực tiếp là anh em thợ trong nhà làm luôn. Đây là một phần gỗ rất là nhỏ thôi, còn ở đằng xa kia của chúng tôi còn cực kỳ nhiều gỗ nữa, rất nhiều khách hàng về xưởng rồi thì đã biết. Gỗ của chúng tôi thì vô số bạt ngàn luôn. Một lần nữa xin nhắc lại với quý khách là địa chỉ của chúng tôi ở Đại Nghiệp, trên màn hình đây, Đại Nghiệp, Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội. Số điện thoại của chúng tôi thì có cả Zalo, Viber và Facebook là 0975 940 966. Quý khách có yêu cầu xin mời liên hệ. Xin trân trọng cảm ơn quý khách.